Phần tổng hiển. Thứ nhất, phẩm tựa. Chánh văn. Một, tôi nghe như thế này. Một thuở nọ, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, cùng chúng đại tỷ kheo 12.000 người câu hội. Các vị đó đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong, dứt sự ràng rịch trong các cõi, tâm được tự tại. Tên của các vị đó là A-nhã Kiều Trần Như, Ma-ha-ca-diếp, Ưu-lầu-tần-loa-ca-diếp, Già-gia-ca-diếp, Na-đề-ca-diếp, Xá-lợi-phất, Đại-mục-kiền-liên, Ma-ha-ca-chiên-diên, A-nậu-lâu-đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Ta Bạc Câu La, Maha Câu Si La Nang Đà, Tôn Đà La Nang Đà, Phú Lầu Na Di La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nang, La Hầu La, vân vân. Đó là những vị Đại A La Hán hàng tri thức của chúng. Lại có bậc hữu học và vô học 2.000 người. Bà Tỷ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc 6.000 người câu hội. Mẹ của La Hầu La là bà Tỷ Kheo Ni Gia Thâu Đà La cũng cùng với quyến thuộc câu hội. Giảng giải. Đây là nghi thức kết tập pháp tạng, là lúc Đức Thế Tôn sắp nhập diệt. Ngài A Nan thưa lời dạy tối hậu, phần để nơi đầu chung của các kinh, đủ như các kinh thường trình bày. Chỉ Phật thuyết pháp đều gọi là xứng với cơ nghi, những chúng được liệt bày ra, lấy hàng đương cơ làm đầu. Kinh Pháp Hoa này là pháp tối thượng nhất thừa để dạy hàng Bồ Tát, mà đem hàng thanh văn để ở đầu đó là do vị nay dạy về khai quyền hiển thật. Đặc biệt vì dẫn nhiếp hàng vị thừa vào Phật tri kiến, thọ ký thành Phật, cho nên mới để làm bậc thượng thủ. Nếu luận về khen nơi đức, thì nói các lậu đã hết, tâm được tự tại. Đó là chánh hiển bày hàng vị thừa tâm đã được điều nhu, kham lãnh thọ đại pháp. Đây chính là lúc căn cơ đã được thuần thục đắc đạo, nên ở dưới đây mới liệt kê ra các đệ tử là những người đó. Hàng hữu học tỷ kheo ni, vân vân, cũng để ở đầu. Đó là do Đức Phật giáo hóa có nhân, có thân. Những người khác đều thuộc về nhân, còn ở đây là thuộc về thân. Nhân duyên Phật tánh chính là ở đây đó vậy. Đến dưới đây đều được thọ ký là vì liễu nhân Phật tánh hiển liễu. Đó là làm việc lợi ích chúng sinh đã xong. Chánh văn. 2. Bậc Đại Bồ Tát 80 người đều không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều chứng đặng pháp Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật, ở nơi các đức Phật trồng các cội công đức, thường được các Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu thân, khéo chứng trí huệ của Phật, thông đạt đại trí đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm nghìn chúng sinh. Tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Tức Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát,
Bảo Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tam Giới Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, vân vân. Các vị Đại Bồ Tát như thế, tám muôn người câu hội. Lúc bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhơn cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hội. Lại có Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử, bốn vị Đại Thiên Dương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hội. Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử cùng với quyến thuộc ba dạng thiên tử câu hội. Chủ Cõi Ta Bà, Phạm Thiên Dương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, vân vân, cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hội. Có tám vị Long Vương, Nang Đà Long Vương, Bạc Nang Đà Long Vương, Ta Già La Long Vương, Hòa Tu Kiết Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đà Đa Long Vương, Mana Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương, vân vân, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn Khẩn Na La Vương, Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Khẩn Na La Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Càn Thác Bà Vương, Nhạc Càn Thác Bà Vương, Nhạc Âm Càn Thác Bà Vương, Mỹ Càn Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thác Bà Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Atula Vương, Bà Trĩ Atula Vương, Khư La Thiên Đà Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, La Hầu Atula Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Ca Lầu La Vương, Đại Oai Đức Ca Lầu La Vương, Đại Thân Ca Lầu La Vương, Đại Mãn Ca Lầu La Vương, Như Ý Ca Lầu La Vương, đều cùng bao nhiêu quyến thuộc câu hội. Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía. Giảng giải. Trong phần tựa này là rộng liệt bày đại chúng trong pháp hội. Chư Đại Bồ Tát là để giúp Phật tuyên dương giáo hóa làm pháp quyến thuộc. Do vì Phật là bậc xuất thế chí thánh, pháp được Phật nói là lời luận bàn tuyệt thế, tự chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ thì làm sao có thể cổ xướng được. Ngài Văn Thù đó là thầy của bảy đức Phật, có thể diệu khế Phật tâm, cho nên ở nơi bậc thượng thủ. Kinh Pháp Hoa này dùng trí để lập thể là chỗ sở tông. Đến như hàng chư thiên, nhân, long, thần, bát bộ thường theo Phật giáo hóa làm chúng hộ pháp, cho nên đều có ở nơi tòa. Do vì Đức Như Lai xuất thế để hóa độ chúng sanh đều thành Phật đạo, đây là bản hoài của Phật. Nay vì hàng nhị thừa mỗi mỗi thọ ký đều được thành Phật là sắp xong việc lợi sinh. Chính giống như ông trưởng giả sắp lâm chung ủy phó gia nghiệp, bèn hội họp thân tộc quốc vương, đại thần, sát đế lợi, cư sĩ để làm chứng minh mà phó chúc. Sở dĩ trong hội Linh Sơn ở đây không thiếu một người, có thể tưởng tượng sự tập hợp kia rất thù thắng vậy. Như trên, hội Hoa Nghiêm tập hợp đồ chúng, đồng với thân vị sinh có 42 bậc, để tiêu biểu đều riêng được nhất vị pháp môn, viên thành quả hải. Do đây nên biết, các kinh liệt bày đại chúng đều có chỗ sở tông. Chánh văn 3. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn, hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính, ngợi khen tôn trọng. Vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ.
thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó, trời mưa hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa để rải trên Đức Phật cùng hàng đại chúng. Khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời, rồng, dạ xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân và các vị tiểu dương cùng chuyển luân thánh dương. Các đại chúng ấy đều đặng thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Giảng giải. Đây là phần tựa riêng để phát khởi lý của Kinh Pháp Hoa. Sắp sửa luận bàn diệu pháp, trước hết nói kinh vô lượng nghĩa, là do vì 40 năm trước, vị hàng tam thừa nói các pháp đều là phương tiện lập ra, chưa rời nơi tâm ý thức lượng. Nay sắp hiển bày nhất thừa thật tướng Phật tri kiến địa, cho nên trước nói kinh này để làm tiền đạo, ý muốn nói cho mọi người rời tâm thức ra khỏi tình thức phân biệt để có thể vào được Phật tri kiến. Kinh này là tâm pháp bí mật của chư Phật, như viên minh châu trong búi tóc của vua chuyển luân, chẳng vọng cho người, cho nên mới được Phật hộ niệm. Đã hiển bày sự di diệu của tâm pháp rồi, Đức Phật lại nhập vào vô lượng nghĩa xứ tam muội, đó là để hiển bày tịch diệt nhất tâm thật tướng chân cảnh. Chẳng phải tán tâm loạn ý mà có thể nhìn thấy, quyết phải từ tam muội mà quán sát rồi mới có thể thâm nhập vô tế. Cho nên tam muội này cũng gọi là vô lượng nghĩa xứ. Đây là hiển bày nơi cảnh diệu. Tâm và cảnh đều diệu thì ý chỉ của toàn kinh đã hiển bày rõ ở đây rồi. Ý hiển rõ nơi tâm cảnh này mới là chân nhân thành Phật. Cho nên trời mưa bốn thứ hoa. Không vào được tâm và cảnh này thì không đủ để chuyển phá vô minh. Cho nên đại địa chấn động sáu cách. Đã hiển bày toàn thể đại dụng của diệu pháp. Chỗ gọi là trước dùng nơi sức định để chuyển động đó vậy. Đại chúng trong pháp hội từ xưa chưa từng thấy cho nên đều hoan hỷ. Vì chẳng biết được lý do cho nên chỉ nhìn Phật mà thôi. Trong mong có chỗ truyền thọ vậy. Chánh văn 4. Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sinh ở các cõi kia. Lại thấy các đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi kia, các hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng kính giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết Bàn. Lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết Bàn, đem xá lợi của Phật mà dựng tháp bằng 7 báo. Giảng giải. Đây là hoàn toàn hiện bày pháp giới chân cảnh. Bạch hào tướng quang là tiêu biểu cho trung đạo diệu trí, chỗ gọi rằng tự tâm hiện tự giác thánh trí cảnh giới. Bởi vì nhất chân pháp giới phổ quang minh trí, tất cả chúng sinh động loạn căng trần thức giới đều do trí này tùy duyên biến hiện ra. Nay trí này hiện tiền rỗng rang chiếu suốt trọn không cách ngại, cho nên chiếu suốt một muôn 8.000 cõi nước ở phương đông. Những chỗ khổ vui trong tam giới, những sự luân hồi của chúng sinh trong lục đạo, những sự thủy chung của chư Phật thành Phật, những diệu hạnh của Bồ Tát lợi tha, đều chẳng rời diệu dụng của trí này.
cho nên thảy đều hiện bày đầy đủ rõ ràng trong một hào quang. Do đó, tâm niệm tịnh, uế đều quên, chúng sinh và Phật bình đẳng, mà nhất thừa thật tướng Phật tri kiến địa đều chiếu sáng trong tâm mục này. Chỗ gọi là sao mới dùng nơi trí để nhổ hết, đại ý của toàn kinh đã hiện rõ ở đây. Chánh văn 5. Khi ấy, Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng: hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Nay Đức Phật đang nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài lại nghĩ: ông Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, ta nay nên hỏi ông. Lúc đó, hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, và các trời, rồng, quỷ, thần, vân vân đều nghĩ rằng: tướng thần thông sáng chói của Đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai? Bây giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, Ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng: tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, và của cả chúng hội trời, rồng, quỷ, thần, vân vân, mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật. Khi đó, Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Đạo Sư cớ chi, lông trắng giữa chặn mày, phóng ánh sáng khắp soi. Trời mưa hoa mạng đà, cùng hoa mạng thù sa, gió thơm mùi chiên đàn, vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi đất đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điệu vang động lên, bấy giờ bốn bộ chúng thảy đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới, đặng việc chưa từng có. Ánh sáng giữa chặng mày soi suốt thẳng phương Đông, một muôn 8.000 cõi đều ánh như sắc vàng. Từ địa ngục A Tỳ trên đến trời hữu đảnh, trong các thế giới đó, cả sáu đạo chúng sinh, sống chết của kia đến, nghiệp duyên lành cùng giữ, thọ báo có tốt xấu, tại đây đều thấy rõ. Lại thấy các đức Phật, đấng thánh chúa sư tử, diễn nói các kinh điển, nhiệm màu bậc thứ nhất. Tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phạm âm thâm dịu, khiến người đều ưa nghe. Các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sinh. Nếu có người bị khổ, nhàm lìa già bệnh chết, Phật vì nói niết bàn để dứt các ngàn khổ, nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật, chí cầu pháp thù thắng, vì nói hạnh duyên giác. Nếu lại có Phật tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng, Phật vì nói tịnh đạo. Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi ở tại nơi đây, thấy nghe dường ấy đó, và nghìn ức việc khác,
thấy rất nhiều như thế. Nay sẽ lược nói ra. Tôi thấy ở cõi kia có hàng sa Bồ Tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô, trân châu ngọc như ý, ngọc sa cừ mã não, kim cương các trân bảo, cùng tôi tớ xe cộ, kiệu cán chân châu báu, vui vẻ đem bố thí, hồi hướng về Phật đạo, nguyện đặng chứng thừa ấy, bậc nhất của ba cõi, các Phật hằng khen ngợi. Hoặc có vị Bồ Tát, xe tứ mã xe báu, bao lơn che tàn đẹp, trao tria cùng bố thí. Lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con, thân thịt cùng tay chân, để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho, để cầu trí huệ Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi, ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của Phật, thưa hỏi đạo vô thượng, bèn bỏ nước vui vẻ, cung điện cả thần thiếp, cạo sạch râu lẫn tóc, mà mặc y pháp phục. Hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỷ kheo, một mình ở vắng vẻ, ưa vui tụng kinh điển. Cũng thấy có Bồ Tát dõng mãnh và tinh tấn, vào ở nơi thâm sơn, suy xét mối Phật đạo, và thấy bậc ly dục thường ở chỗ không nhàn, sâu tu các thiền định, đặng năm món thần thông. Và thấy vị Bồ Tát chắp tay trụ thiền định, dùng nghìn muôn bài kệ khen ngợi các pháp vương. Lại thấy có Bồ Tát trí sâu chí bền chắc, hay hỏi các đức Phật, nghe rồi đều thọ trì. Lại thấy hàng Phật tử định huệ trọn đầy đủ, dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà giảng pháp, vui ưa nói các pháp, dạy bảo các Bồ Tát phá dẹp chúng binh ma mà đánh rền trống pháp. Cùng thấy vị Bồ Tát vắng bặt yên lặng ngồi, trời rồng đều cung kính, chẳng lấy đó làm mừng. Và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang, cứu khổ chốn địa ngục, khiến đều vào Phật đạo. Lại thấy hàng Phật tử chưa từng có ngủ nghỉ, kinh hành ở trong rừng, siêng năng cầu Phật đạo. Cũng thấy đủ giới đức, oai nghi không thiếu sót, lòng sạch như bảo châu, để cầu chứng Phật đạo. Và thấy hàng Phật tử trụ vào sức nhẫn nhục, bị kẻ tăng thượng mạng mắng rủa cùng đánh đập, thảy đều hay nhẫn được, để cầu chứng Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngu si, ưa gần gũi người trí, chuyên tâm trừ loạn động, nhiếp niệm ở núi rừng, trải ức nghìn muôn năm, để cầu được Phật đạo. Lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món thuốc thang, đem cúng Phật và tăng, áo tốt đồ thượng phục giá đáng đến nghìn muôn, hoặc là vô giá y, đem cúng Phật và tăng, dùng nghìn muôn ức thứ, nhà báu bằng chiên đàn, các giường nằm tốt đẹp, để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn rất thanh tịnh, bông trái đều sum xuê, suối chảy cùng ao tắm, cúng dường Phật và tăng. Cúng thí như thế đó, các đồ cúng tốt đẹp, vui vẻ không hề nhàm, để cầu đạo vô thượng. Lại có vị Bồ Tát giảng nói pháp tịch diệt, dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sinh. Hoặc thấy vị Bồ Tát quán sát các pháp tánh đều không có hai tướng, cũng như khoảng hư không. Lại thấy hàng Phật tử tâm không chỗ mê đắm,
dùng món diệu huệ này mà cầu đạo vô thượng. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Lại có vị Bồ Tát sau khi Phật diệt độ cúng dường xá lợi Phật, lại thấy hàng Phật tử xây dựng các tháp miếu nhiều vô số hàng xa, nghiêm sức khắp cõi nước, bảo tháp rất cao đẹp, đều 5.000 do tuần, bề ngang rộng xứng nhau, đều 2.000 do tuần. Trong mỗi mỗi tháp miếu đều có 1.000 tràng phan, màn châu sen thả xuống, tiếng linh báo hòa reo. Các vị trời rồng thần, người cùng với phi nhân, hương hoa cùng kỹ nhạc, thường đem đến cúng dường. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Các hàng Phật tử kia vì cúng dường xá lợi nên trang sức tháp miếu, cõi quốc giới tự nhiên thù đặt rất tốt đẹp. Như cây thiên thọ dương, bông kia đang xòe nở, Phật phóng một luồng sáng, ta cùng cả chúng hội thấy nơi cõi nước này các thứ rất tốt đẹp. Thần lực của chư Phật, trí huệ đều hy hữu, phóng một luồng tịnh quang soi khắp vô lượng cõi. Chúng ta thấy việc này đặng điều chưa từng có. Xin Phật tử Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi. Bốn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta. Đức Thế Tôn cớ chi phóng ánh quang minh này? Phật tử phải thời đáp, quyết nghi cho chúng mừng. Có những lợi ích gì Đức Phật phóng quang này? Khi Phật ngồi đạo tràng, chứng đặng pháp thâm diệu, vì muốn nói pháp đó hay là sẽ thọ ký? Hiện bày các cõi Phật, các báo sạch trang nghiêm, cùng thấy các đức Phật. Đây không phải cớ nhỏ, Ngài Văn Thù nên biết. Bốn chúng và Long Thần nhìn xem xét Ngài đó, mong sẽ nói những gì. Giảng giải: Đây là Ngài Di Lặc hỏi rõ thật tướng chân cảnh. Nhất thừa diệu pháp thật tướng chân cảnh Phật tri kiến địa đã hiển bày hết trong một hào quang này. Hàng tứ chúng từ trước chưa từng thấy, cho nên mới kinh sợ mà khởi lòng nghi, rất chẳng phải là tâm thức tư lương có thể đến được. Ngài Di Lặc Bồ Tát ở ngôi vị bậc bổ xứ, vì muốn hiển bày chỗ thâm diệu của pháp này nên vì đại chúng mà khởi nghi. Do vì Ngài Văn Thù là bậc đại trí, ắt có thể rõ biết nguyên do này. Giả lại, Ngài đã phụng thờ nhiều đức Phật, ắt từng thấy sự thật đó, nên cần thưa hỏi để giải nghi. Đến nơi chỗ hỏi là ở trong ánh hào quang đó hiện ra những tình trạng của lục thú chúng sinh, sự nghiệp lợi sinh của chư Phật, những thủy chung của Bồ Tát tu hành, nhẫn đến các thứ nhân duyên cầu đạo, những diệu hạnh cúng dường xá lợi Phật rành rẽ thấy rõ. Giả lại, cho rằng Đức Như Lai nhập định trong khoảng giây lát, trong ánh sáng bèn thấy rất nhiều những sự tướng lâu xa, mảy muốn chẳng sót, vì duyên gì mà có ra việc này. Rất chẳng biết rằng Đức Xá Na Như Lai ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, lúc nói kinh Hoa Nghiêm nhập Phổ Quang Minh Trí Sát Na Tế Tam Muội, bèn hiện thân trong 10 cõi, tinh la khắp ứng, ở nơi nơi thuyết pháp lợi ích chúng sinh. Do đây mà biết, từ Lộc Uyển đến nay, trong 40 năm làm những sự nghiệp, chưa ra khỏi Sát Na Tế Tam Muội. Ở đây há những hàng chúng sinh liệt giải tâm thức phân biệt mà có thể biết được ư? Đây thì một bề đã nói chưa hết những sự việc ở trong một hào quang, ngày nay lại lộ bày nhất ban pháp giới. Cho nên, rõ được tướng của một hào quang này thì rỗng rang suốt thấy tâm Phật. Đây gọi là ngộ Phật tri kiến. Việc này chẳng phải do tâm thức mà có thể biết được, cũng chẳng phải do ngôn thuyết mà có thể nói đến được. Thật là toàn thể diệu pháp duyên ở nơi diệu ngộ tuyệt ngôn.
Thế nên, Đức Thế Tôn toan luận bàn diệu pháp, trước tiên dùng một hào quang để làm tướng trước. Chúng ta có thể thấy được quang tướng này, chẳng cần nói mà hiểu. Lại có thể sa rớt vào nơi các đằng khoa cửu ư? Ý nói không sa vào sự chấp trước văn tự ngôn thuyết.